Bữa nay mình sẽ làm món pate gan gà ăn kèm chung với bánh mì. Trước tiên thì mình sẽ mua gan gà về, rửa sạch gan gà chung với rượu trắng và muối. Ở đây mình xài khoảng 200g gan gà, khoảng 10 đến 12 lá gan. Mình sẽ rửa sạch gan gà qua nước mà mình phải rửa nhẹ tay để gan gà của mình không có bị bể ra. Sau khi rửa sạch gan gà thì mình sẽ cắt phần mỡ và phần gân máu dính chung trong gan gà. Mình sẽ cắt nhẹ tay để cho không có bị bể phần gan gà. Các bạn nhớ xài một cái dao bén thì mình cắt nó sẽ dễ hơn. Kế bên thì mình sẽ để một cái thau nhỏ. Mình sẽ đổ khoảng 200ml sữa tươi. Sau khi cắt gan gà xong thì mình sẽ cho gan gà vô trong phần sữa tươi này, mình ngâm khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Sau khi cắt xong thì mình sẽ cho gan gà vô trong sữa. Gan gà khi bỏ vô trong sữa thì sữa nó sẽ khử sạch cái mùi hôi, mùi tanh của gan gà. Nên khi nướng lên thì gan gà của mình nó sẽ thơm và ngon hơn. Các bạn nhớ lấy một miếng giấy, mình chùi bớt cái phần gân máu và phần mỡ khi mà mình cắt gan gà ra để cho cái thớt của mình nó được sạch sẽ hơn. Mình nhớ cắt thiệt là kỹ để khi làm đồ ăn thì đồ ăn của mình nó không có bị bay mùi tanh. Và bớt cái chất mỡ đi thì cũng bảo đảm tốt cho sức khỏe của mình nữa. Sau khi cắt xong thì mình sẽ để vô tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Sau khi 1 tiếng thì mình sẽ đem phần gan gà này ra rửa qua nước khoảng 2 đến 3 lần. Mình sẽ chắt gan gà ra khỏi sữa. Rồi mình sẽ xả nước lạnh. Rửa gan gà thêm một lần nữa. Mình cũng chuẩn bị một cái thau. Mình sẽ vớt những miếng gan gà này qua cho một cái thau sạch. Các bạn nhớ khi mà rửa gan gà xong thì mình sẽ clean luôn cái phần bồn rửa. Mình chắc lại nước một lần nữa. Sau đó mình sẽ chuẩn bị ướp phần gan gà này. Mình sẽ chuẩn bị ướp gan gà với một muỗng canh bột nêm. Mình sẽ cho một chút muối và một muỗng canh đường. Mình sẽ cho khoảng 2 muỗng tiêu, nửa muỗng bột quế và nửa muỗng bột ngũ vị hương. Mình trộn đều phần gia vị này lên để cho thấm vô trong gan gà. Lúc này mình thấy gia vị nó đã tan đều ra thì mình sẽ nêm vô khoảng 2 muỗng củ hành hương. Mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh bột tỏi
Tiếp tục trộn đều lên một lần nữa. Sau khi đó thì mình sẽ cho gan gà này vô trong tủ lạnh ướp khoảng 1 tiếng. Rồi mình sẽ chuẩn bị ướp phần thịt heo. Thịt heo bằm này mình sẽ ướp cũng giống như là phần gan gà. Mình sẽ cho 1 muỗng bột nêm, muối và đường. Mình cho khoảng 2 muỗng tiêu, bột quế, bột ngũ vị hương. Mỗi thứ một nửa. Mình sẽ trộn đều tay để cho phần gia vị thấm vô trong phần thịt bằm. Sau đó mình sẽ nêm khoảng 2 muỗng canh bột tỏi. Bột tỏi sẽ làm cho phần thịt của mình rất là thơm. Mình cho khoảng 2 muỗng canh củ hành hương giã nhuyễn. Sau đó mình sẽ cho vô tủ lạnh khoảng 1 tiếng để cho thịt thấm. Bắt một cái chảo nhỏ, mình sẽ bỏ khoảng nửa cây bơ. Khi mà thấy bơ tan chảy ra thì mình sẽ cho tỏi và hành hương vô phi lên cho thơm. Mình sẽ phi hành hương cùng với tỏi ở lửa nhỏ để cho hành hương và tỏi không có bị cháy. Mình sẽ phi đều tay. Phi khoảng 3 đến 4 phút thì mình sẽ thấy hành hương và tỏi đổi sang màu vàng. Lúc này hành phi và tỏi phi của mình nhìn rất là ngon và rất là thơm. Khi mình thấy nó vàng đều rồi, mình sẽ tắt lửa và cho thêm nửa cây bơ còn lại vô trong phần hành phi và tỏi phi này. Pate gan thì mình chỉ cần làm một cây bơ là đủ. Bây giờ mình sẽ lấy phần thịt bằm ra và chuẩn bị máy xay để mình xay phần thịt bằm. Mình sẽ xay phần thịt bằm trước. Mình sẽ bật máy để cho máy xay phần thịt bằm này đều và nhuyễn. Mình xay khoảng 3 phút. Sau 3 phút thì mình sẽ mở nắp ra. Mình sẽ tém những cái phần thịt bằm dính vô trong cái máy. Rồi sau đó mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh bột all purpose flour. Mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh bột bắp. Khi mình cho bột vô thì nó sẽ làm thịt dính lại và ngon hơn. Và mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh rượu trắng, rượu nấu ăn. Mình sẽ đậy nắp lại, bật nút lên một lần nữa, cho phần thịt bằm này xay đều chung với phần bột và phần rượu. Rượu nó sẽ làm cho phần thịt thơm hơn khi mà làm pate gan, và nó sẽ khử bớt cái mùi tanh của gan gà. Tiếp theo đó là mình sẽ cho phần gan gà này vô. Phần gan gà sau khi mà ướp 1 tiếng thì nó cũng thấm đều rồi.
Mình sẽ dàn đều phần gan gà ra trong máy. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Bật máy xay lên thêm 3 phút nữa. Lúc này thì các bạn thấy những cái miếng gan gà nó bị bể ra và nó xay nhuyễn, thấm đều chung với phần thịt bằm. Sau đó thì mình sẽ cho thêm bột hành, hành phi và tỏi phi chung với bơ. Mình sẽ cho phần nước này vô. Cho phần nước này vô khi mà xay thì nó sẽ rất là thơm. Nó sẽ làm cho món pate gan gà của mình sẽ bay mùi rất là thơm và ăn sẽ rất là ngon. Mình sẽ xay thêm phần hỗn hợp này thêm 2 phút nữa. Sau 2 phút thì mình sẽ mở nắp ra. Rồi mình sẽ nêm thêm khoảng 1 muỗng canh tiêu. Mình rất là thích nêm tiêu vô trong thịt. Tiêu cũng sẽ rất là thơm khi mà làm đồ ăn. Đậy nắp lại. Mình sẽ xay thêm một chút xíu nữa để bảo đảm phần gan gà và phần thịt heo trộn đều chung với nhau. Lúc này thì các bạn thấy cái màu của nó cũng đều rồi. Mình sẽ mở nắp ra. Phần gan gà và phần thịt nhìn cũng rất là mịn. Đó, các bạn thấy nó trộn đều với nhau rất là mịn. Tiếp theo mình sẽ cho 200ml sữa tươi. Đậy nắp lại. Rồi mình sẽ xay thêm khoảng 2 phút nữa. Pate gan gà mình xay chung với sữa tươi và bơ thì nó sẽ làm cho cái mùi pate rất là thơm, giống như là pate kiểu Pháp vậy đó. Sau khi xay xong thì mình sẽ chuẩn bị hai cái khuôn. Mình sẽ trét một lớp bơ mỏng lên trên khuôn để khi nướng thì pate của mình sẽ thơm hơn và mình sẽ dễ lấy ra. Ở đây thì mình sẽ làm một khuôn là mình hấp và một khuôn mình sẽ nướng. Mình sẽ từ từ đổ phần pate gan này ra. Mình sẽ tráng đều phần hỗn hợp này. Mình đập nhẹ một chút xíu để cho bảo đảm là nó vừa vặn hết ở trong cái phần khuôn. Thì mình đổ lại phần pate còn lại vô trong khuôn số 2. Mình sẽ vét những cái phần hỗn hợp mà dính vô trong cái đồ quay. Mình sẽ đổ ra hết. Vậy là mình đã có được hai khuôn để chuẩn bị đem đi nướng và đem đi hấp. Mình cũng dàn đều cái phần hỗn hợp này ra. Các bạn nhìn thấy cái màu hỗn hợp cũng rất là hài hòa. Sau đó mình sẽ rắc lên trên tiêu hột
tiêu hột sẽ làm cho pate của mình rất là thơm khi mà mình nướng hoặc khi mà mình ăn, mình cắn trúng miếng tiêu cũng rất là thơm. Ở đây mỗi bên thì mình cho khoảng 2 muỗng tiêu hột. Sau đó mình sẽ lấy một miếng giấy bạc phủ lên trên một cái khuôn. Thì cái khuôn này mình sẽ đem đi hấp, nên mình sẽ che miếng giấy bạc lại, cho vô trong khuôn. Bắt một nồi nước sôi lên. Thì sau khi mà sững nước sôi sôi, mình sẽ cho phần hỗn hợp này vô hấp khoảng 1 đến 2 tiếng. Khuôn còn lại mình sẽ cho vô lò nướng. Mình nướng ở nhiệt độ 375 độ F khoảng 30 phút. Sau khi mà khoảng 30 phút, mình thấy cái phần pate của mình nó đã chín và nó nổi lên. Lúc này mình sẽ mở lò ra. Các bạn chú ý lúc này nó rất là nóng, nên khi mà mình muốn lấy nó ra mình phải từ từ. Sau 2 tiếng mình hấp pate thì mình sẽ mở phần giấy bạc này ra. Các bạn nhớ mở từ từ, tại vì nó rất là nóng. Các bạn nhìn thấy phần pate hấp nhìn rất là hấp dẫn phải không? Màu nó rất là đẹp và cũng rất là thơm khi mà mình mở cái miếng giấy bạc ra. Mình sẽ lấy một cái dĩa rồi mình vớt phần pate hấp này cho vô trong dĩa. Wow, ngon quá. Bây giờ mình sẽ lấy phần pate nướng này cho nó vô trong dĩa luôn. Pate nướng thì cái màu nó sẽ vàng đều hơn là pate hấp. Nhưng mà cả hai loại thì nhìn đều rất là hấp dẫn. Mình sẽ nướng lên một ít miếng bánh mì. Bây giờ mình sẽ cắt ra mình coi thử coi bên trong nó sẽ như thế nào. Mình sẽ chét phần pate hấp lên trên miếng bánh mì. Lúc này thì cái phần pate nó rất là mịn và rất là mềm, nó không có bị khô. Mình sẽ cắt thêm một miếng nữa và mình trét lên. Các bạn thấy pate của mình làm nhìn rất là ngon phải không? Bây giờ mình sẽ cắt tiếp phần pate nướng. Mình sẽ lấy một miếng bỏ lên trên bánh mì, rồi mình sẽ tán nhuyễn phần pate này ra. Mình thích ăn nhiều pate nên là mình bỏ lên nhiều hơn một chút xíu. Mình sẽ cắt thêm một miếng nhỏ nữa mình bỏ lên. Phần pate nướng thì cũng rất là ngon và nó cũng rất là mềm, giống như là pate hấp vậy đó. Sau đó mình sẽ kẹp hai miếng pate này lại chung với nhau. Mình sẽ ăn. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Bấm nút đăng ký để coi nhiều video hơn.